Nữa sao? Dạ, càng nhiều càng tốt cô ơi. Tuyệt rồi, có thêm tương là ngon liền luôn. Còn thiệt là, mẹ không hiểu nó ngon ở chỗ nào nữa. Mẹ ơi, tương cà dùng để ăn với món này là ngon sáu chách luôn đó. Nè, mẹ có muốn ăn thử một miếng không? Gì chứ, thôi cảm ơn con, mẹ không ăn đâu. Tuyệt vời, đây là thứ mình muốn. Mimi à, sao con làm phòng bừa bộn vậy hả? Ủa, nè khoan đã, con định mặc cái đó hay sao? Mimi à, có nhiều đồ mà con chọn cái khác thử xem. Hả? Mẹ đúng là không biết gì về thời trang hết. Thiệt tình à. Con nói cái gì? Xin chào, tôi là Choi Ho-don của phòng kinh doanh 3 đây. Là em nè. Em có để sữa trong hộp cơm trưa của anh đó. Hả, anh có thấy rồi. Thật ra, em gọi là để nhắc nhở anh uống sữa. Tan làm anh sẽ đi ăn tiệc mà đúng không? Ủa mà, sao em biết công ty anh có tiệc? Em biết hết mọi thứ, anh không nhận ra điều đó sao? Em đúng là thần thông quảng đại à. Nhưng mà anh đang lo về vụ tối nay đây. Mặc dù anh thích uống với đồng nghiệp, nhưng anh ngại khi phải ăn tiệc cùng với sếp lắm. Em hiểu ý anh, nhưng tốt nhất anh vẫn nên tham gia. Vậy đi nha, anh nhớ là phải uống sữa đó. Chương trình y học trên TV nói là nếu anh uống sữa trước khi uống đồ uống có cồn. Anh biết rồi, anh sẽ uống mà. Không biết anh ấy có làm theo không. Cả nhà phải nghe theo lời của tôi đó. Mọi chuyện sẽ không sao nếu như anh... Nếu nghe lời mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. À, cái chuyện nhẹ tay thôi. Chị ơi, chị đau lắm hả? Mẹ đã dặn rồi, cho đáng đời. Ai biểu không chịu nghe lời mẹ? Mẹ kỳ quá. Con đang đau muốn khóc luôn, mà mẹ còn nói con như vậy nữa. Chứ bây giờ con muốn mẹ phải làm sao đây? Thôi, chờ đó đi. Mẹ sẽ đi lấy tương đậu nành cho con. Dạ. Tương đậu nành? Mẹ định đi nấu súp chứ vậy? Con không thèm đâu. Chị ơi, chị bị chảy máu cam kìa. Máu cam? Cái này là tương cà đó. Tại sao tương cà lại chảy ra từ mũi của chị ạ? Tất cả là tại chị của con hết đó. Tuyệt vời, ngon quá đi. Thôi Shadu, con đi từ từ thôi, với lại phải mở mắt ra nhìn đường nữa. Con không nghe lời mẹ, té thì đừng có trách. Mẹ không cần la đâu, con có thể nhắm mắt và đi hết khu của mình luôn. Shadu, coi chừng. Đó, con đã thấy chưa? Mẹ nói rồi mà không chịu nghe, bây giờ té dập mặt luôn rồi kìa. Hả? Đó của con đâu rồi? Nó đốt đâu rồi? Con thiệt là bị vậy rồi mà chỉ nghĩ tới đồ ăn là sao? Mẹ ơi, sao mẹ cười vậy? Hả? Ha, cái gì đây trời? Chị mẹ cứ liên tục nói con sẽ bị té, con sẽ bị té như trù ẻo vậy, nên con mới bị té. Con té là gì không chịu nghe lời mẹ thôi. Mẹ với chị hãy bình tĩnh đi mà. Diễn viên chính mặc bộ váy chấm bi trong phim nhìn đẹp lắm, nên con mặc cái này và đi ra ngoài. Rồi sao nữa? Chuyện gì vậy nè? Lẽ ra mình nên nghe lời mẹ mới phải. Trở đi, con sẽ chỉ mặc đồ mẹ chọn cho con mà thôi. Mẹ đã nói rồi mà, nếu từ đầu con chịu nghe lời mẹ thì đã không gặp phải rắc rối như vậy rồi. Mà khoan đã. Sao cái áo này lại có mùi kim chi hầm của nhà mình đang hồi tháng trước vậy ta? Mẹ ơi mẹ, mẹ chưa giặt đồ có đúng không? Cho nên mẹ mới kêu Mimi mặc đồ khác có đúng không? Đừng có nói nhảm nữa, mau đi quăng rác cho mẹ. Mẹ thiệt là quá đáng mà. Mà khoan đã.
Lần nào bị con nói trúng tim đen mẹ cũng nổi nóng với con hết á. Ba về. Ba mua gà rán cho con nè. Gà rán ngon quá đây. Thực sự là nhờ em chuẩn bị sữa cho anh nên anh đã bỏ luôn bữa tiệc và đi về. Sữa nào vậy? Ý ba là sữa trong tủ lạnh sao? Không nhớ sữa đó hết hạn rồi mua. Con tốt nhất là nên im lặng đi cha đu à. Mới hết hạn có mấy ngày thôi, không sao đâu. Con biết ngay mà. Hay vì anh đau bụng và đi vệ sinh nguyên cả ngày hôm nay nên giám đốc của anh cho về nhà nghỉ luôn. Hả? Ba phản ứng vậy là sao? Mẹ thật tuyệt vời. Từ bây giờ nhà mình phải nghe lời mẹ mới được á nha. Điều đó là đương nhiên rồi. Nếu cả nhà nghe lời mẹ thì tất cả sẽ bình an và chỉ gặp những điều tốt đẹp thôi. Dạ bà xã, anh nhất định sẽ nghe theo lời bà xã. Hai trời ơi, để con nói cho nhà mình nghe. Chẳng qua là mẹ thấy tiếc không muốn bỏ sữa cũ cho nên mới. Khó chịu thiệt đó. Bây giờ nhà của mình hoàn toàn trở thành vương quốc của mẹ rồi. Mấy nhà khác cũng như vậy mà. Mọi chuyện trong nhà từ lớn tới nhỏ tụi mình đều phải nghe theo mẹ hết. Trước giờ mẹ mình đã luôn thích cằn nhằn rồi, bây giờ mẹ lại cằn nhằn nhiều gấp đôi luôn. Chưa hết đâu. Dù mẹ có nói Mechu làm từ đậu thì cả nhà cũng phải tin nữa. Mẹ bạn nói đúng mà, Mechu được làm từ đậu chứ gì nữa. Hả? Là thiệt hả? Sao mình không biết vậy ta? Thôi mẹ con mới về. Con đau bụng. Bà Bi à, em bị làm sao vậy hả? Chị ơi, bụng em đau. Mẹ ơi, bà Bi bị làm sao vậy? Không sao, không có gì đâu. Mẹ nghĩ em bị đau bụng là do ăn nhiều kem lạnh thôi mà. Nhưng mà nhìn em đau thương quá. Mẹ ơi, con đâu có ăn kem đâu. Có thật vậy không? Vậy chắc con ăn trúng thứ gì khác rồi. Không lẽ mẹ tính để em chịu đau hoài như vậy hay sao chứ? Mau đưa em đi bệnh viện đi mẹ. Nhìn không có gì nghiêm trọng nên không cần phải đến bệnh viện. Con đừng lo, em của con không sao đâu. Mẹ của con có bao giờ nói sai chưa nè? Trời ơi, con trai của mẹ, chỉ cần mẹ xoa như vậy là con sẽ nhanh hết đau thôi mà. Con trai à, con có tin mẹ không? Dạ. Bàn tay của mẹ là bàn tay thần kỳ, bụng của Barbie là bụng ngoan. Thằng bé cần được phẫu thuật ngay, bởi vì thằng bé bị viêm ruột thừa cấp. Chắc là thằng bé đã liên tục nói rằng bụng con rất đau đúng không? Cũng may là vẫn còn kịp. Không phải là đau bụng bình thường hả bác sĩ? Trời ơi, con trai bé bỏng của tôi, chắc là con đã đau lắm. Mọi người có nghe bác sĩ nói không? Ông ấy không hề nói gì đến chuyện đau bụng. Mẹ nghĩ là do mẹ đã xoa cho em đó. Con trai à, con hết đau rồi có phải không? Dạ, con không thấy đau nữa mẹ ơi. Mẹ con đi học đây. Mấy đứa nè, mẹ nhìn trời hôm nay chuyển giống như là muốn mưa đó. Tụi con nhớ mang dù theo. Dạ thôi, con không đem dù đâu. Con cũng không đem đâu. Mấy đứa có biết cảm giác của mẹ còn chính xác hơn dự báo thời tiết không? Tốt hơn là nên nghe lời mẹ đi. Dạ không, con không đem đâu. Con không muốn phải phẫu thuật viêm ruột thừa giống Barbie đâu mẹ ơi. Cái gì? Mấy cái đứa hư hỏng này. Mẹ ơi, con muốn đi về sao? Mẹ ơi. Nô rong chi hả? Mẹ của anh đi đâu rồi? Các vị thần xin hãy nghe tôi. Thần nào cũng được, xin hãy làm cho trời mưa đi. Mẹ đã nói rồi mà, nếu nghe theo lời mẹ sẽ an toàn. Gia đình này sẽ không thể làm gì được nếu thiếu mẹ. Mẹ mình nghĩ là cả nhà sẽ không thể làm được gì nếu thiếu mẹ. Hôm nay nếu mình và Mimi về nhà mà bị ướt như chuột thì mẹ sẽ rất phấn khích vì mẹ đã đúng. Mình nghĩ bác ấy sẽ không như vậy đâu. Xin lỗi vì đã nói ra điều này, nhưng chắc bạn mệt mỏi lắm. Bạn đừng nói vậy. Lát nữa trước khi về nhà, mình phải thay bộ đồ cũ này để mẹ không có cớ cằn nhằn mình.
khó mà làm theo lời mẹ nói lắm. Mẹ của bạn chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Mẹ về rồi đây. Chị biết là mẹ có ý tốt, mẹ cằn nhằn cũng vì có lý do. Nhưng vấn đề là mẹ làm tụi mình khó chịu vì những thứ rất nhỏ. Dù hầu hết thời gian mẹ đối xử rất tốt với chị em mình. Chị nói rất đúng, phải nghe lời mẹ. Quá phô trương luôn. Phải, đúng là mẹ tụi con có tính đó thiệt. Nhưng tụi con nghĩ lại coi, cha con chúng ta chính là lý do để mẹ thành như vậy. Dạ. Tụi con thử nghĩ đi, mẹ đã làm việc quần quật suốt ngày cho cả nhà, dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng và tất cả mọi thứ, không màng đến cuộc sống riêng. Tất cả thời gian mẹ đều dành hết cho gia đình, nhưng chúng ta lại không biết trân trọng những điều đó, còn xem nó là lẽ đương nhiên nữa chứ. Anh làm tốt lắm. Thật ra mẹ chỉ muốn chúng ta công nhận nỗ lực của mẹ mà thôi, nhưng chúng ta lại không làm, cho nên mẹ phải tự mình làm nó, coi như một cách để động viên bản thân. Chắc nói như đó là đủ rồi ha. Đúng là vợ chồng có khác nha. Từ bây giờ cả nhà mình sẽ luôn cổ vũ và luôn ủng hộ tinh thần cho mẹ. Đồng ý, đồng ý. Chúng ta cần phải khen mẹ nhiều, thiệt nhiều nữa. Dạo này vui nè. Mẹ cảm ơn, nhưng mẹ không muốn mấy đứa giả bộ đối xử tốt với mẹ đâu. Mẹ ơi. Ủa bà xã, em về hồi nào vậy? Thế mẹ về rồi, cho mẹ lâu quá con còn sợ là mẹ gặp chuyện gì rồi nữa chứ. Tụi con tính đi ra ngoài tìm mẹ, nhưng bây giờ mẹ về rồi, thật là vui quá đi. Lấp lánh quá. Có phải mẹ là mẹ của con không? Hay là tiên nữ giáng rừng xuống chơi với con vậy? Mấy đứa thôi đi, mẹ không muốn nghe đâu. Ông xã nè, em có mua bụng heo, hai vợ chồng mình cùng làm một bữa thịt nướng nha anh. Anh rất thích luôn. Bụng heo sao? Phải chi hồi nãy đừng ăn mì ramen. Mấy đứa nó thích ăn mì ramen mà. Không có đâu, tụi con thích mẹ nhất trên đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.